Chào bạn. Bạn cho tôi biết rằng vì đang có việc quan trọng cần dùng đến rất nhiều tiền nên bạn không thể tham gia bảo hiểm được ngay bây giờ. Tôi hiểu và rất chia sẻ với bạn điều này. Vậy thì việc quan trọng của bạn là gì? Có thể là mua nhà này, hay là cho con đi du học này, hoặc là mở một cửa hàng này, thực hiện một thương vụ lớn, hay là bất cứ một cái việc nào đó mà bạn cần dành tiền cho nó hơn là bảo hiểm nhân thọ. Tôi nghĩ vậy chắc là đúng ý của bạn. Bây giờ tôi giả sử một cái tình huống thế này và mong bạn cho tôi biết ý kiến của mình như thế nào nhé. Tôi chuẩn bị mua nhà và vừa dành dụm đủ tiền. Nhưng mà đột xuất ấy, có việc phải lấy ra 20 triệu hoặc là 30 triệu từ cái số tiền mà mình định để mua nhà. Vậy theo bạn, tôi sẽ không thể mua nhà được nữa hay là vẫn tiếp tục mua nhà bình thường khi mà chỉ thiếu khoảng 2 hay là 30 triệu mà thôi? Thiếu vài ba chục triệu chẳng ảnh hưởng gì đến việc lớn đúng chưa? Bạn đồng tình với tôi điều đó? Không có ảnh hưởng gì cả, mình vẫn mua nhà được bình thường. Nhưng mà bạn lại có ý kiến là đang lo việc quan trọng nên bạn không muốn thiếu dù chỉ một đồng nào. Tôi cũng rất đồng tình với bạn điều đó. Thì tôi xin hỏi bạn thêm như thế này. Ý bạn là số tiền mình chuẩn bị cho công to việc lớn phải được nguyên vẹn chứ? Bạn không muốn chi vào bất cứ việc gì khác. Thì trở lại với cái tình huống của tôi mà tôi vừa xin ý kiến, lời khuyên từ bạn. Nếu tôi đang dồn tiền để mua nhà, nhưng mà chẳng may tôi gặp một cái vấn đề nghiêm trọng về mặt sức khỏe và cần khá nhiều tiền để mà chữa trị, thì tôi sẽ tiếp tục mua nhà hay là lo cho tính mạng của bản thân trước? Thì đương nhiên là chúng ta phải lo cho tính mạng của mình trước, chứ nếu không thì mua nhà, làm nhà xong thì có đâu được ở mà mua với trả làm. Thế cho nên chính vì bạn đang làm một việc lớn thì càng cần phải có bảo hiểm nhân thọ cho mình, để trong mọi tình huống bạn không phải lấy quá nhiều tiền từ khoản tiền mà mình đang dồn cho việc quan trọng. Một lần nữa, tôi mong bạn hiểu rằng tôi cũng như bạn và tất cả chúng ta đều có thể gặp phải những rủi ro về mặt sức khỏe bất cứ lúc nào. Đó chính là lý do cần dùng bảo hiểm nhân thọ để mà bảo vệ tiền bạc, tài sản, thu nhập của mình. Nhất là trong thời gian chúng ta đang phải gánh vác những trọng trách cho gia đình, thì bảo hiểm nhân thọ không phải là vật cản đường mà chính là cộng sự đắc lực để bạn thực hiện thành công những việc quan trọng của cuộc đời.